Đối với lại cái Layer 2, chúng ta đã tạo ra được một số cái ứng dụng với những cái layout. Mình chủ yếu là sử dụng Git layout, thì nó cũng chưa có đẹp tại vì nó chia đều hết, lớn nhỏ gì nó cũng chia thành một ô cho nên nó không có đẹp ha. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần layout để mà mình control rất là nhiều loại: Row, Border, Card, Table, Git, Git Path, Box, Group. Đó, rất là nhiều thứ để chúng ta sẽ chủ động control từng vùng một cho nó vừa đủ với các cái component ở bên trong, thì cái giao diện của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Cái đầu tiên của chúng ta là floor layout. Cái này thì khá là quen thuộc, chúng ta đã sử dụng rất là nhiều. Như vậy thì nó sẽ sắp hàng ngang, nó sắp hàng ngang và cứ đầy hàng ngang thì nó sẽ xuống dưới, đơn giản vậy thôi. Đầy hàng ngang thì nó nhảy xuống dưới. Như vậy để cho ví dụ một cái floor layout thì khá là đơn giản. Bạn có thể là sắp nó canh giữa, canh trái, canh phải theo cái layout của chúng ta ở đây. Floor layout, và chúng ta sẽ canh lề kích thước chiều ngang, kích thước chiều dọc. Như vậy ở chỗ này các bạn thấy là nó có khoảng trắng nè. Mình sẽ demo ở cái phần này của chúng ta để tạo một cái dự án mới. Thì để là slide 3. Rồi mình sẽ demo cái đầu tiên là floor layout. New Java. Mình để là floor layout có chữ demo phía trước đi ha, để cho nó không có nhầm với lại cái class là floor layout. Rồi ở trong này rất là quen thuộc, mình sẽ có hai cách làm. Một cách là mình extend cái bảng này là reframe, hoặc là mình tạo một cái reframe riêng. Mình có thể extend cái reframe cho bạn này, và cái class của chúng ta bản thân nó là một frame rồi. Như vậy chỗ này mình sẽ có một cái hàm khởi tạo. Rồi trong cái hàm khởi tạo này mình có thể gọi một cái hàm ở đây lab. Ok, đây chúng ta sẽ làm một cái hàm khởi tạo giao diện giống như là các cái bài mà chúng ta làm thường xuyên ha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tạo một cái GUI. Tất nhiên chỗ này nó sẽ lỗi. Lỗi thì chúng ta sẽ tạo ra một cái phương thức mới. Đây. Và ở trong này thì chúng ta sẽ xây dựng cái giao diện. Xây dựng cái giao diện. Về giao diện của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn là this.set size. Ví dụ như là mình set size giao diện của chúng ta ngang 400, phải cao 200. Rồi this.set default flow là reframe chấm exit on close. Rồi this chấm set location relative to null. Đó là những thông số mà chúng ta rất là thường xuyên sử dụng ở trong cái frame của chúng ta. Và nó có một cái cuối cùng là this chấm set visible là true. Đó là mình khá là quen thuộc ha. Rồi bắt đầu mình sẽ code ở bên trong này. Bên trong này của mình thì mình sẽ có 9 cái nút.
Như vậy trước tiên mình sẽ là this chấm set layout của mình sẽ new. Thực ra thì bản thân cái floor layout này mình không cần new, nó đã tự động nó là floor layout ha. Đối với lại một cái layout mà là floor layout thì khi mà mình khởi tạo một cái frame là nó đã tự động rồi. Nhưng mà ở chỗ này mình sẽ có thêm cái tham số này nè. Chứ còn nếu một cái floor layout bình thường á thì mình không cần new gì cả. Được chưa? Rồi, mình sẽ test trước đi, rồi tí nữa mình sẽ làm việc tiếp. Bây giờ thầy chỉ quan tâm đến layout thôi, còn các cái nút chức năng không cần. Cho nên ở chỗ này thầy có thể tạo ra một cái danh sách các cái nút ha. Như vậy thì bạn sẽ giúp tạo cho thầy danh sách các nút ở đây. Ví dụ mình sẽ có là report BTNS đi ha, là danh sách các cái nút bằng danh sách các cái nút. Mình sẽ vô trong này mình sẽ khởi tạo các cái nút BTNS bằng new repattern. Ví dụ như mình cho là chín chín cái này là mình mới khởi tạo cái danh sách thôi, còn khởi tạo các nút là chưa nhé, chưa. Cho nên là mình phải dùng vòng lặp for, mình dùng vòng lặp for int bằng 0 chấm phẩy y cộng cộng chấm phẩy y nhỏ hơn btns chấm len. Đó là số lượng của các cái nút. Mình có tổng cộng 9 nút BTNS chấm len. Lỗi gì đây? Y nhỏ hơn bằng, ví dụ như mình cho số cụ thể coi. Ủa, b y bằng 0 quên, thầy cứ ghi nhầm đứa này ra sao chứ, sao tự nhiên ghi cái đó trước. Rồi ok, y nhỏ hơn rồi mới y cộng cộng nha. Dạ rồi, nhỏ hơn trước cộng cộng sau. À, chúng ta sẽ có là BTNS thứ thứ y sẽ bằng new button, và chúng ta đưa cái test vào đây là button số mấy. Vậy thì chúng ta sẽ đưa vô đây button cộng với y cộng 1. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái button, và chúng ta sẽ thêm vào this.add btns thứ y. Tức là mình tạo ra được một nút thì mình thêm cái nút đó vào cái giao diện của mình luôn. Rồi chúng ta sẽ tạo cái hàm main ở đây thử coi nào. Và chúng ta sẽ có demo layout. Demo layout bằng new chấm phẩy. Rồi, mình chạy ngay đây luôn coi cho nó nhanh. Rồi, như vậy thì chúng ta đã có các cái nút của chúng ta có 9 nút ha, và mặc định là nó sẽ canh lề tại giữa. Bây giờ đối với lại cái layout này, khi mà chúng ta new layout ở đây á thì mình có thể canh lề trái hoặc phải. Đó, floor layout
chấm, mình canh lề lép đi ha, lép mình chạy lại mình xem thử là các cái nút của mình nó sẽ canh lề thế nào. Canh lề lép, thấy chưa, thấy lép không, bên này nó bỏ trống nè, thấy không các bạn. Tương tự như vậy, chỗ này nếu như mà mình canh lề right thì chuyện gì xảy ra? Đây, cái khoảng trống nó được bỏ bên này. Như vậy là mình đã chủ động canh cho các pattern của mình là trái phải như thế nào. Mình có thể canh thêm nữa là đối với lại canh lề là một chuyện, kích thước của chiều ngang là bao nhiêu, kích thước của chiều dọc là bao nhiêu. Mình có thể đưa thêm hai cái tham số đó vào. Ví dụ ở đây mình đã có floor layer là canh lề phải. Rồi mình xem cái kích thước của chiều ngang và chiều dọc ở đây. Ví dụ như là mình cho là 15, rồi 5, chạy lại. À, mình canh lì giữa đi, canh lì giữa cho nó dễ dễ thấy nó có sự khác biệt. Đây, các bạn thấy là cái khoảng cách nè, khoảng cách đây là 15 nè, khoảng cách giữa các đối tượng nè, 15 nè, theo chiều đứng, khoảng cách giữa các đối tượng theo chiều ngang là 5, bây giờ mình tăng lên 15, giống như là chiều đứng. Chạy lại, các bạn thấy các cái nút nó giãn ra chưa? Được chưa nè? Như vậy thì tùy theo cái mục đích của chúng ta thì chúng ta có thể là cũng là floor layout, nhưng mà chúng ta có cho các cái nút nó sẽ giãn, giãn dòng giãn cột ra đó, giãn dòng giãn cột ra, thì chúng ta sẽ định nghĩa thêm là cái khoảng cách giữa dòng là nhiêu, khoảng cách giữa cột là nhiêu. Mình sẽ định nghĩa thêm ở đây. Như vậy chúng ta đã demo xong cái phần floor layout nhé. Và chúng ta có thể set riêng từng cái một. Chúng ta có thể set riêng từng cái một. New là chúng ta đưa cái tham số vào cái constructor luôn. Còn nếu như mà chúng ta muốn set là canh lề theo cái gì, rồi theo chiều ngang là bao nhiêu, theo chiều dọc là bao nhiêu, vân vân, thì chúng ta có thể là set riêng từng cái cũng được, hoặc là khởi tạo cũng được. Đó là chúng ta đã demo về cái phần là floor layout.